Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để pha Gentamoc A cộng cộng với là dịch chiết Anagin 50. Cái công thức này để điều trị các bệnh như là Coryza, điều trị heo lái, bỏ ăn không rõ nguyên nhân này, viêm tử cung heo lái này, để tôi pha cho các bạn xem nhé. Ok, đầu tiên là lọ Gentamoc này. Tôi sẽ đổ vào đây hai phần của ấy nha, hai phần của dịch chiết Anagin. Xong. Đấy, tỷ lệ 1:1 nha, các bạn nhìn thấy xanh vàng đấy. Đấy nha, Gentamoc này, tiếp tục này. Đây các bạn nhìn thấy không ạ? Các bạn nhìn thấy cái chai này là chai Gentamoc pha với dịch chiết Anagin sau khi tôi lắc này. Để tôi xem nó có tan không nhá. Rồi, ok, quá tuyệt vời đúng không ạ? Dịch chiết Anagin pha với là Gentamoc nó sẽ tạo thành hỗn dịch màu xanh nhạt nhạt như này, để tôi để tí xem nó có lắng động không nhá. Nếu mà nó lắng động thì có nghĩa là các bạn pha xong các bạn phải tiêm luôn. Nếu mà chúng ta lắc Cephalon Gentamoc cộng với là dịch chiết Anagin thì nó sẽ có dung dịch màu như này. Và đương nhiên các bạn để các bạn tiêm thoải mái nhá, không sao cả. Tôi sẽ để đây tôi kiểm tra này. Thứ nhất là nó có sinh hơi không, cái thứ hai là tí nữa sẽ có phân tán thành hai lớp không đúng không ạ? Đấy thì tôi sẽ cho các bạn xem lại các thuốc nhá. Ví dụ như là đây, cái này là cái thì trên đây là tất cả những cái công thức pha thuốc của Phạm Xuân Trịnh. Cảm ơn quý anh chị em đã xem video clip này. Kính chúc anh chị em mạnh khỏe và chăn nuôi đạt kết quả tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.